em nấu ăn ngon lắm nhưng mà không thích nấu ăn. Như không ảnh lùn lắm ha hả chú? Ai nói lùn? Không có được. Sáng nắng chiều mưa, trưa râm râm tối mát mát. Thôi em tên là Nguyễn Hồng Thái, em 23 tuổi, em sinh ra ở Quảng Bình, gia đình đang ở Lâm Đồng, công tác ở Đồng Nai. Chuyên ngành của em là quản lý những đồng chí mà đi nghĩa vụ quân sự, trung đội trưởng. Trung đội trưởng. Mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Hiền ạ, năm nay em 21 tuổi ạ. Hiện đang là nhân viên của một công ty cung ứng dịch vụ tàu biển, quê em ở Đồng Nai, sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở Vũng Tàu. Ủa là làm việc sao? Đi về sao? Mình cung ứng một số thực phẩm ở cho tàu biển nước ngoài du cập vô Việt Nam mình đó chị. Công ty em hoạt động thì ở địa phận Bà Rịa Vũng Tàu. Nghĩa là mỗi ngày em xuống Vũng Tàu em làm rồi đi về. Chà, nhiều mất nhiều thời gian di chuyển quá ha. Dạ. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em nấu ăn ngon lắm nhưng mà không có thích nấu ăn. Cũng như không. Vui tính, rất là hay cười. Điểm yếu là khá là lười vận động. Không sao, bên đây đồng chí này rèn luyện là hết lười luôn em. Bây giờ bạn gái muốn tìm một chàng trai như thế nào? Cao trên 1m7 nha. Em cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m6. Bình thường em rất là thích mang giày cao gót á. Thành ra em muốn bạn trai của em phải cao, em cỡ một cái đầu đi chung nhìn nó mới xứng. Đi giày thôi, giày cao thôi. Ảnh lùn lắm ha, hả chú? Ai nói lùn? Không có được, cao thôi. Bạn này 1m69 cũng được rồi. 69 được ạ. Nói chứ chính xác là mấy em? Dạ em 1m65 à. Được không em? Người ta dạ, không dạ, được. Cao nhưng mọi người phải ngước nhìn là được rồi. Không được hút thuốc à? Có hút thuốc không? Không thuốc. Nhìn sạch sẽ, đừng có lượng thường. Dạ như đó thôi. Vậy cũng dễ mà, chỉ có chiều cao hơi khó thôi. À một cái quan trọng nữa là anh phải hiểu được tính cách của em. Sáng nắng chiều mưa, trưa râm râm tối mát mát. Trời ơi. Nên chiều chuộng em tí. Và cũng phải hiểu được cái công việc, tính chất công việc của em. Phải thông cảm cho em. Em đi bất chợt lắm. Hai đứa đi chơi mà alo một cái là em phải đi làm thì em phải đi làm thôi. Thì anh cũng vậy, giờ anh có đang đi chơi với em đi mà giờ anh công coi như là cơ quan anh alo anh đi anh cũng phải đi luôn. Dạ đúng, trong việc của em như vậy em cũng sẽ chấp nhận thông cảm lại cho anh. Rồi, hiểu nhau vậy là được rồi. Bạn trai, em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Bề ngoài thì dễ nhìn. Thích nấu ăn. Bạn kia nấu ăn ngon lắm mà không bao giờ nấu. Nấu. Không thích mẫu bạn gái mà ăn mặc quá lòi lẹt, thờ quá nhiều hay lố lăng. Rồi không thích điều gì ở người phụ nữ? Ban ngày á thì có cái điều gì làm bực mình đối với bạn phụ nữ đó lên Facebook, Zalo rồi chị này chị nội không thích. Coi gì sống ảo đó. Được không em gái? Dạ được ạ. Được. Rồi chú chào con. Dạ chào chú. Nhìn mấy chú bộ đội kia dễ thương không? Dạ có, nhưng mà nhìn nghiêm quá. Sợ anh cũng nghiêm giống vậy. Trong quân đội thôi, còn ra ngoài thì cũng như người bình thường thôi. Quân đội mới nghiêm thôi chứ ở ngoài anh... Ngoài không nghiêm đâu. Tính ngoài anh căng thẳng chút thôi. Nhưng mà em căng thẳng là anh đừng căng thẳng nha. Lúc nào cũng vui vẻ đó em à. Cái đường xá xa xôi vậy con có ngại gì không? Không sao, ảnh phải là người chủ động rồi. Kéo màn. Đầu tiên anh thấy em thì sao? Ấn tưởng đầu tiên của đối với anh về em là khó nói lắm hả? Dễ thương. Khiên thật tâm nha. Anh nói thiệt mà. Có vậy thôi hả? Anh hiền như sợ. Mốt có sợ em ăn hiếp không? Này con gái ăn hiếp con trai là bình thường, không có gì phải. Anh thấy em có lòe lẹt không? Cũng bình thường, không có lòe lẹt. Anh sẽ đón đưa hẹn hò cô gái thế nào? Khi nào mà đơn vị tạo điều kiện đi Ninh Thủ thì anh sẽ đi từ Đồng Nai lên Sài Gòn chơi. Anh nghĩ là khoảng bao lâu thì mình gặp nhau được một lần? Nửa tháng hoặc hơn một tháng thì mình mới gặp nhau một lần. Trời ơi, mà tình yêu gì mà tới nửa tháng, tháng mới gặp nhau một lần. Công việc của em là người này đi xong người khác mới đi. Nên là tuần này người này đi thì tuần sau mình mới được đi. Mà mình đi hết là người ta không có được đi là không được. Anh nghĩ sao về việc yêu xa anh? Nó cũng gần mà em. Một tháng gặp mặt có một lần hai lần với anh là xa lắm rồi đó. Có sợ đi ngang đĩa cô nào thấy đẹp đẹp rồi quên em không? Cái này anh cũng sợ, anh chỉ sợ là em còn thấy nào đẹp trai hơn anh em yêu thôi chứ anh không có ra ngoài nhiều. Không, đẹp trai thì em thấy nhiều lắm. Tại cũng mê trai đẹp mà anh, nên gặp trai đẹp nhiều lắm. Nhưng mà nhiều khi cũng trai rồi. Hạnh quá hiền luôn. Nếu mà hai người lấy nhau rồi con cái thế nào có thể chia sẻ với cổ luôn không? Vấn đề này thì em vẫn đang suy nghĩ. Mình có con mà chung sức nuôi con thôi. Quản lý 30 người được chứ quản lý người đối diện khó lắm nha. Em trai có ghen không? Vẫn có chứ. Có ghen nghe mà mức độ như thế nào là
Cũng về do bạn gái là... Bây giờ bạn gái đi làm nhiều xung quanh trai đẹp nhiều không? Trai đẹp. Mà nửa tháng, 1 tháng mới gặp nhau 1 lần. Công việc của em là xung quanh em toàn nam không à, không có nữ. Đó. Tại vì thủy thủ tàu thì đa số nước ngoài trời, là nam. Thủy thủ tàu đô co cao to đẹp trai không chết rồi. Nhưng mà thủy thủ tàu không có súng. Cái này là quan trọng là em. Em đã xác định là yêu ai thì anh không phải lo vấn đề này. Em muốn là chúng ta là sẽ thuộc về nhau. Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào, ngồi bên em thời gian trôi quá mau, những kỷ niệm phút giây này anh vẫn mong đừng là giấc mơ. Rồi bấm nút là đi đến điều gì xa hơn nữa. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Mời em. Bạn đang suy nghĩ điều gì? Tại sao lại không bấm? Dạ, tại vì tính cách của ảnh quá hiền đi. Giờ em đang muốn kiếm một người thật là chủ động. Thí dụ em cũng đã chủ động rồi, nhưng người đó phải chủ động hơn với em mới có thể chăm sóc, lo lắng cho em. Không thể nào để một mình em mà cứ tiến tới như vậy. Bạn cũng nên rèn luyện cho mình một cái tính chủ động hơn nữa. Không phải ở trong quân đội mà đối với nhiều bạn gái nữa. Đây, quà tặng mà Viettel dành cho mỗi bạn là một chiếc điện thoại kết nối 4G trị giá 2.200.000 đồng. Và có cài sẵn ứng dụng của Mocha. Khi sử dụng Mocha thì các bạn có thể chat này, gọi điện thoại nè. Đặc biệt là cũng có thể trò chuyện với nhau rất là thú vị. Rồi, chúc chúng ta sẽ sớm có một nửa yêu thương của mình. Có thể thông cảm cho anh ấy, bởi vì anh ấy chưa va chạm trong tình yêu nhiều quá. Và hy vọng rằng với ngày hôm nay anh ấy sẽ mạnh mẽ hơn trong tình yêu.